Dễ thương quá, ngày hôm nay lấp lánh, lung linh, lộng lẫy, lồng lộn và hạnh phúc. Em cũng tra rồi rất mà dễ sợ, tôi chưa nói từng hạnh phúc phút cuối, hiểu không? Dạ, ngày hôm nay cảm giác của Harry như thế nào khi đến với Big Hit 2016? Thật sự mà nói là cảm giác Harry đến đây thật sự là hay không mà là sân khấu hoành tráng như vậy. Và các bạn cũng quá trời luôn. Trời ơi, các bạn quá trời luôn, cho tôi nghe cái sự quá trời luôn đó hả? Mình là ca sĩ, mình là nghệ sĩ thì mình lên sân khấu mà thấy rất là nhiều người ủng hộ mình và rất là cổ vũ cho mình thì thật sự là không có hạnh phúc gì bằng. Yeah. Thì bản thân Harry cũng rất là hạnh phúc. Ủa, hôm nay có vẻ như Harry nói tiếng thì rất là được đó, phải không ạ? Không hiểu luôn, chắc là tại lấy chồng người Việt rồi bây giờ tối về tâm sự bằng tiếng Việt hơi nhiều. Này cho em hỏi một câu nhé, chị Harry ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không ạ? Đúng. Nhưng mà năm nay là cái Tết rất là đặc biệt, bởi vì chị có thêm một người ở bên cạnh, thì không biết cái Tết năm nay của chị sẽ như thế nào? Thật sự mà nói ạ, Harry thì thật sự Harry cũng không biết làm sao nữa. Nói chung là bây giờ lấy chồng rồi, nhưng mà vẫn có cái cảm giác là mình chưa lấy chồng. Sao gì kỳ vậy? Chắc là mình bây giờ mình cũng ngạc nhiên lắm, buổi sáng dậy xong mình lấy chồng người hả, mình là vợ hả, mình cảm thấy cũng hơi hoang mang. Dạ, tại vì chưa có thích ngay. Dạ, chắc là chừng nào có con rồi thì mới biết là mình là vợ của gia đình nào đó. Trời ơi, chưa gì trong năm mới bật mí một cái thông tin Harry muốn có con luôn. Muốn khi nào có anh bé? Thì chừng nào có trời cho thì mình có thôi. Nhưng mà phải có cái chuyện đó thì mới có con được chứ. Ủa, tôi đang nói chuyện rất là thực tế và khoa học nha. Các bạn nghĩ gì vậy? Tôi phải suy nghĩ của các bạn. Rồi, tức là ngày hôm nay rất là vui khi được chào đón Harry đến với Big Hit để có thể tái hiện lại những bài hát mà đã thành công, đã hit trong khoảng thời gian vừa qua, được truy cập và đăng tải lên trên can.vn và iMusic. Thế thì, trong cái không khí rộn rã mùa xuân này, bây giờ mình gửi một lời chúc mùa xuân cho các bạn. Được không ạ? Chúc mùa xuân. Nhưng mà chúc mùa xuân bằng tiếng Hàn Quốc đi. Đó là đi. Ok. 네, 여러분 새해 복 정말 많이 받으시고요. 항상 건강하고 행복하고 돈 많이 많이 버세요. 아. 안 돼. 안 돼. Minh Sù có đi học tiếng Hàn Quốc. Ủa? Vừa qua đi học được 6 tháng luôn. Rồi. Bây giờ dịch lại. Harry muốn nói là mùa xuân tới rồi. Chúc mọi người sẽ đỏ như áo của Minh Sù và đẹp trai như anh ấy. Wow, hay quá, xuất sắc. Này, yes. Anh nói thêm một câu thôi, tào lao. Rồi dở, bỏ đi. Em hiểu được mấy câu cuối là Hàn Quốc là hạnh phúc này. Đúng. Money, money là nhiều tiền này. Ok, chỉ có phụ nữ mới hiểu với nhau thôi. Minh Sù hiểu nhưng không nói thông. Tôi hiểu chứ không nói không? Hiểu lắm. Các bạn mặt của các bạn là ai cũng hiểu hết trơn luôn rồi đó. Không cần nói dài dòng á. Thôi bây giờ nói lại tiếng Việt cho mọi người nè. Hay nói là chúc mừng năm mới và lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ với gia đình, với lại kiếm tiền thiệt là nhiều ạ. Một đẹp hốt đi, cảm ơn lời chúc cho Harry Potter rất là nhiều. Vậy thì có thì trong cái khoảng mà chúng ta đang rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau như vậy thì dành tặng thêm một bài hát nữa được không? Tất nhiên rồi, bây giờ không cho hát bài này là Harry cũng không có chịu xuống đâu. Bây giờ Harry hát bài này thì Harry sẽ quậy chung với bạn, được không ạ? Quậy thiệt nha. Rồi Harry sẽ hát một bài hai công an tên là Anh Cứ Đi Đi ạ. Okay.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.